Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, trong video này, mình xin chia sẻ với các bạn những nội dung có liên quan đến cụm từ công nguyên. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, chắc hẳn trong quá trình học tập trên ghế nhà trường hay trong cuộc sống, thì ai trong chúng ta cũng đã từng bắt gặp những cụm từ như trước công nguyên, sau công nguyên, rồi đúng không? Lịch sử là những điều bí ẩn, khó lý giải và khó xác định đúng một thời điểm cụ thể, nhất là những năm ở xa chúng ta trong quá khứ. Mọi thứ dường như chỉ là phán đoán và chỉ dựa vào một số ít vết tích để lại. Chính các nhà giáo sĩ hay thậm chí là nhà khoa học cũng không thể lý giải được điều này và đưa ra nhận định chính xác. Nghe nhiều là vậy, nhưng không phải ai cũng biết rõ khái niệm trước công nguyên là gì. Hay trước công nguyên có bao nhiêu năm, bắt đầu từ năm nào? Và để giúp các bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến cụm từ công nguyên một cách chi tiết nhất, mời các bạn cùng theo dõi cụ thể nội dung trong video này nhé. Thứ nhất, công nguyên là gì? Theo Bách Khoa Toàn Thư, công nguyên thường được viết tắt là thuật ngữ sử dụng để đánh số năm trong lịch Julius và lịch Gregorius. Thuật ngữ công nguyên này bắt nguồn từ tiếng Latin thời Trung Cổ, Anno Domini viết tắt là S. Từ công nguyên trong tiếng Việt vay mượn từ tiếng Trung. Trong tiếng Trung, công nguyên là tên gọi tắt của công lịch kỷ nguyên. Khái niệm công nguyên được đưa ra bởi tu sĩ Dionysius Exiguus khoảng thế kỷ thứ 6, nhưng không được sử dụng rộng rãi cho đến sau năm 800, nhằm để tính ngày lễ phục sinh. Sẽ không có năm không trong các lịch. Và cách ghi này trong lịch Gregorian được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Vì có độ chính xác cao hơn, lịch Gregorian là bộ lịch dương lịch đang được sử dụng phổ biến toàn cầu hiện nay. Bộ lịch này do giáo hoàng Gregorio XIII đưa ra năm 1582 với 365 ngày, chia làm 12 tháng và cứ 4 năm có một năm nhuận. Ngày nhuận được thêm vào tháng 2. Và cụ thể hơn nữa thì dương lịch hay lịch công nguyên sẽ được tính như sau: một năm có 365 ngày và được chia thành 12 tháng, riêng năm nhuận sẽ có 366 ngày. Một thiên niên kỷ là 1.000 năm, một thế kỷ là 100 năm và một thập kỷ là 10 năm. Một ngày có 24 tiếng, một tiếng có 60 phút, một phút có 60 giây. Như các bạn cùng đã biết, trong quá trình học lịch sử, địa lý, chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng thuật ngữ này. Nếu dịch nghĩa từ công nguyên theo Hán Việt, thì từ công có nghĩa là những gì thuộc về chung của tất cả mọi người. Từ nguyên có nghĩa là kỷ nguyên hay là một khoảng thời gian nào đó. Chính vì thế, chúng ta có thể hiểu đơn giản, công nguyên là khoảng thời gian bắt đầu sử dụng lịch chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. Thứ hai, có năm sau công nguyên hay không? Trong nhiều tài liệu, chúng ta vẫn nhìn thấy ký hiệu như 20 năm sau công nguyên, 30 năm sau công nguyên. Và chúng ta ngầm nghĩ rằng những năm ở phía sau năm Chúa Jesus ra đời năm bắt đầu công nguyên. Nhưng thực chất các nhà khoa học vẫn chưa biết là công nguyên đã kết thúc chưa. Và chúng ta vẫn đang sống trong công nguyên. Công nguyên đang diễn ra hiện tại và chưa kết thúc. Khi nào con người có đủ khả năng muốn nó kết thúc thì nó kết thúc bắt đầu giai đoạn mới mà thôi. Vậy nên không có năm sau công nguyên bạn nhé. Chúng ta đang ở trong công nguyên. Thứ ba, công nguyên bắt đầu từ năm nào? Công nguyên được tính từ khi Chúa Jesus ra đời theo sơ đồ trên. Do đó, trước công nguyên chính là khoảng thời gian trước khi Chúa Jesus được sinh ra. Một điều mà chúng ta dễ nhầm lẫn hoặc chưa biết đến đó chính là số năm trước công nguyên được tính lùi. Tức là những năm càng gần công nguyên thì sẽ càng nhỏ, những năm càng xa công nguyên thì sẽ càng lớn. Thứ 4. Trước công nguyên có bao nhiêu năm? Sẽ không có câu trả lời nào thỏa đáng cho câu hỏi trên đâu các bạn nhé. Vì các quy ước chỉ đặt ra mốc thời gian ngày sinh của Chúa Jesus là năm 0. Những năm trước năm 0 năm Chúa Jesus được sinh ra được gắn thêm từ trước công nguyên và khó có thể biết chính xác được trước công nguyên có bao nhiêu năm. Vấn đề quan trọng ở đây là mục tiêu cuối cùng, chúng ta cần xác định được cách tính thời gian theo công lịch và chúng ta áp dụng theo nguyên tắc
Nếu trước công nguyên thì cộng với năm hiện tại, còn sau công nguyên thì trừ với năm hiện tại nhé các bạn. Ví dụ, dựa vào sơ đồ, hãy xác định thời gian xảy ra sự kiện cho đến năm hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỷ, bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu thiên niên kỷ. Như vậy, trên đây là những thông tin về các nội dung có liên quan đến cụm từ công nguyên mà tôi vừa chia sẻ. Hy vọng rằng những nội dung này sẽ cung cấp thêm cho các bạn kiến thức, giúp các bạn hiểu rõ hơn về công nguyên, để các bạn không còn băn khoăn khi nghe mọi người nhắc đến các cụm từ này nữa nhé. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.